Triệu Việt Vương chữ Hán, Chao rơi oang, năm 524 đến 571, tên thật là Triệu Quang Phục, là vua Việt Nam cai trị từ năm 548 đến năm 571. Ông có công kế tục Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân. Năm 571, ông bị Lý Phật Tử đánh úp và thua trận. Ông tự tử ở cửa sông Đáy. Triệu Quang Phục là con của Thái phó Triệu Túc, người huyện Chu Diên ông được sử sách mô tả là người uy tráng dũng liệt. Ông cùng cha theo lý nam đế khởi nghĩa từ ngày đầu 541 có công lao đánh đuổi quân lương về nước, được giao chức tả tướng quân nước Vạn Xuân. Tháng 5 năm 545, quân lương do Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy lại sang đánh Vạn Xuân. Lý Nam Đế giao chiến bất lợi. Năm 546, sau khi thua trận phải lui về động khuất láo, Lý Nam Đế đã ủy thác cho ông giữ việc nước, điều quân đi đánh Trần Bá Tiên của nhà lương năm 547, tháng riêng, ông lui về giữ đầm giả trạch bãi màn trò, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đầm này rộng, cỏ cây um tùm, bụi rậm che kín, ở giữa có nền đất cao có thể ở được, bốn mặt bùn lầy, người ngựa khó đi, chỉ dùng thuyền độc mộc nhỏ chống xào đi lướt trên cỏ nước mới có thể vào được. Nếu không quen biết đường đi thì là không biết là đâu, lỡ rơi xuống nước liền bị rắn độc cắn chết. Quang phục thuộc gió đường đi lối lại, đem hơn hai vạn người vào đóng ở nền đất trong đầm. Ông dùng chiến thuật du kích, ban ngày tuyệt không để khói lửa và giấu người, ban đêm dùng thuyền độc mộc đem quân ra đánh doanh trại của quân bá tiên cướp lương thực vũ khí, giết và bắt sống rất nhiều, lấy được lương thực để làm kế cầm cự lâu dài. Bá tiên không đánh được, người trong nước gọi ông là giả trạch vương. Sau khi nghe tin Lý Nam Đế mất ở Động Khuất Láo, Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu Việt Vương. Năm 550, Trần Bá Tiên mưu tính cầm cự lâu ngày để làm cho quân của ông Lương hết, quân mệt mỏi thì có thể phá được. Gặp lúc nhà Lương có loạn hầu cảnh, gọi Trần Bá Tiên về, sau này Trần Bá Tiên cướp ngôi vua của nhà Lương năm 557, ủy cho tỷ tướng là Dương Sản ở lại. Ông tung quân ra đánh, giặc chống cự, thua chết, quân Lương tan vỡ chạy về Bắc, chia nước với họ Lý và mất nước thắng trận, triệu Việt vương làm vua nước Vạn Xuân, đóng đô ở thành Long Uyên. Anh của Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo, vốn đã bị Trần Bá Tiên đánh bại, chạy vào ở đất của người Di lão, xưng là Đào Lang Vương, lập nước gọi là nước Giá Năng. Năm 555, Đào Lang Vương mất ở nước giã Năng, không có con nối, quân chúng suy tôn người cháu là Lý Phật Tử lên nối ngôi, thống lĩnh quân chúng. Năm 557, Lý Phật Tử đem quân xuống miền Đông đánh nhau với Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình. Hai bên năm lần giáp trận, chưa phân thắng bại quân của Lý Phật Tử có phần thất thế, bèn xin giảng hòa. Ông nghĩ rằng Lý Phật Tử là người trong họ của Lý Nam Đế, không nỡ cự tuyệt, bèn chia địa giới ở bãi quân thần cho ở phía tây của nước, Lý Phật Tử rời đến thành ô Diên. Lý Phật Tử có con trai là Nhã Lang, xin lấy con gái của ông là Cảo Nương. Ông bằng lòng, kết thành thông gia, ông yêu quý Cảo Nương, cho Nhã Lang ở gửi rể. Theo đánh giá của các sử gia, Cuộc xung đột giữa họ Triệu và họ Lý cho thấy tuy đã đánh thắng được quân lương nhưng Triệu Việt Vương không kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ Vạn Xuân để huy động lực lượng áp đảo được họ Lý. Năm 571, Lý Phật Tử đem quân đánh úp Triệu Việt Vương. Bị đánh bất ngờ, Triệu Việt Vương ra quân trong thế bị động, không thể chống được, bèn đem con gái chạy về phía nam, tìm nơi đất hiểm để ẩn náu, nhưng đến đâu cũng bị quân của Lý Phật Tử đuổi theo sát gót. Ông cưới ngựa chạy đến cửa biển Đại Nha, bị nước chắn, bèn nhảy xuống biển tự vẫn. Từ đó họ chịu mất nước.